sắc lệnh ban ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp năm đặc biệt về Thánh Giuse ngày 8 tháng 12 2020 cùng với việc Đức Thánh Cha ban hành tông thư Patris Cordae Trái tim người cha công bố năm đặc biệt về Thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 2020 đến ngày 8 tháng 12 2021. Tòa ân giải tối cao đã công bố sắc lệnh ban các ơn toàn xá đặc biệt nhân dịp năm đặc biệt này. Sắc lệnh nói rằng với năm đặc biệt về Thánh Giuse, tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội dấn thân bằng những lời cầu nguyện và những việc lành để với sự giúp đỡ của Thánh Giuse, người đứng đầu gia đình Nazareth trên trời, được an ủi và xoa dịu khỏi những đau khổ trong xã hội và của con người đang gây ra cho thế giới của chúng ta ngày nay. Sắc lệnh được ký bởi Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chánh án Tòa ân giải tối cao, và cha Christoph Nikien. Lưu ý rằng lòng sùng kính đối với Thánh Giuse đã phát triển rộng rãi trong suốt lịch sử của giáo hội. Những điều kiện để nhận ơn toàn xá. Ơn toàn xá được ban với các điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho các tín hữu có lòng xa tránh mọi tội lỗi. Sẽ tham dự năm đặc biệt về Thánh Giuse trong những dịp và theo cách thức được Tòa ân giải tối cao chỉ định. Thứ nhất, ơn toàn xá được ban cho những người suy niệm ít nhất là 30 phút kinh lạy cha hoặc tham dự một cuộc tĩnh tâm ít nhất là một ngày với một bài suy niệm về Thánh Giuse. Thứ hai, những người theo gương Thánh Giuse thực hiện một việc thương xót về thể lý hay thiêng liêng cũng có thể được nhận ơn toàn xá. Thứ ba, ơn toàn xá được ban cho những người đọc kinh mân côi trong gia đình và giữa những người đính hôn. Thứ tư, ơn toàn xá được ban cho bất cứ ai hằng ngày phó thác công việc của mình cho sự bảo vệ của Thánh Giuse và bất kỳ tín hữu nào cầu nguyện xin sự chuyển cầu của người thợ thành Nazareth để những người đang tìm công việc có thể tìm được việc làm và để công việc của mọi người được xứng đáng hơn. Thứ năm, ơn toàn xá được ban cho những tín hữu sẽ đọc kinh cầu Thánh Giuse hoặc một kinh Thánh Giuse khác phù hợp với các truyền thống phụng vụ khác để cầu nguyện cho giáo hội bị bắt hại bên trong và bên ngoài và cho các Kitô hữu đang chịu mọi hình thức bắt hại được cứu giúp. Vị Thánh Hoàng Vũ, để khẳng định lại tính phổ quát của sự bảo trợ của Thánh Giuse đối với giáo hội, ngoài những dịp đã nói ở trên, Tòa ân giải tối cao ban ơn toàn xá cho các tín hữu sẽ đọc bất kỳ lời cầu nguyện đã được phê chuẩn hợp pháp hoặc làm một việc đạo đức để tôn vinh Thánh Giuse, đặc biệt là vào các ngày 19 tháng 3 và 1 tháng 5, vào lễ Thánh Gia Thất Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse, vào Chúa Nhật Thánh Giuse theo truyền thống Byzantine vào ngày 19 hàng tháng và mỗi thứ tư ngày theo truyền thống Latin được dành riêng kính nhớ Thánh Giuse. Đối với người già và người bệnh, sắc lệnh cũng nói rằng trong hoàn cảnh khẩn cấp về sức khỏe, ơn toàn xá đặc biệt được ban cho những người cao niên, các bệnh nhân, những người hấp hối và cho tất cả những người vì lý do chính đáng không thể rời khỏi nhà. Họ được nhận ơn toàn xá nếu có lòng xa tránh tội lỗi và với ý định hoàn thành càng sớm càng tốt ba điều kiện thông thường và thực hiện một việc đạo đức để tôn kính Thánh Giuse, nguồn an ủi người bệnh và đấng bảo trợ sự chết lành, dâng lên Thiên Chúa những đau đớn và khó chịu trong cuộc sống của họ với lòng tin tưởng. Vai trò của các linh mục. Cuối cùng, sắc lệnh yêu cầu các linh mục tạo cơ hội thuận tiện, sẵn sàng và quảng đại cử hành bí tích giải tội và trao mình thánh cho các bệnh nhân.